sạch dữ chưa? Uống nước suối là sạch dữ chưa? Chưa. Muốn sạch nước phải lọc, muốn uống sạch đến điện máy xanh. Đến điện máy xanh. Uống sạch nhà khỏe quá, uống sạch da rẻ quá. Điện máy xanh bán máy lọc rẻ quá. Máy lọc nước Motoshi chỉ từ 3.690.000, miễn phí một lỗi lọc thô lần đầu, giảm 20% 3 lần thay lỗi sau. Trúng 10 TV 65 inch một tháng. Uống sạch nhà khỏe quá, uống sạch da rẻ quá. Chỉ 6.000 mỗi ngày. Mua máy lọc nước Motoshi đến ngay điện máy xanh.